Bạn biết cái lẩu hai đi lao không? Mình xem trên mạng cứ thấy mọi người bảo là cái lẩu này ngon, nhưng mà cá nhân mình thấy ăn cái lẩu hai đi lao này nó hơi mệt. Là dấu gì thì hôm trước mình vừa đi hẹn hò với mẹ mình, lâu rồi cũng không đi chơi để xem là khí chất đàn ông của bản thân là có mai một đi tí nào không. Nói thật là nghe nhiều, xem nhiều, nhưng mà trước giờ là bản thân chưa đi ăn hai đi lao bao giờ. Thấy mọi người khen lắm, đi ăn lẩu mà quay TikTok toàn triệu view thôi. Tham khảo giá thì cũng đắt phết đấy chứ. Thế mà đến mình thấy quán đa số là học sinh sinh viên ăn. Dạo này nhu cầu ăn uống của giới trẻ sang chảnh thật. Vừa đến nơi một cái mà ui dồi ôi, sao mà nó đông, cứ như kiểu là xem live show ca sĩ nổi tiếng ấy. Mình nhìn mà thương xót, thương xót cho những số phận không đặt bàn trước như mình. Ơi sợi đã bảo rồi, lâu rồi không đi chơi mà đặt bàn trước nó là cái tối thiểu mà. Hai mẹ con nhìn hãnh diện sải bước đĩnh đạc, mặt vênh lắm, bước qua hàng chục con người ngồi thẳng vào vị trí. Mà cái quán này thiết kế chỗ ngồi hay phết. Ừ, lần đầu ăn cũng gọi là ấn tượng. Thêm một cái là các chị nhân viên rất nhiệt tình, giọng hay nhỏ nhẹ như chim hót. Mình vẫn nhớ cái chị phục vụ bàn mình, chị Phương, mà nhân viên ở đây đa tài cực, làm cái gì nhìn cũng rất là hay ho. Có cái anh nhân viên lau bàn bên cạnh nhìn ông ấy lau như diễn xiếc tung hứng các thứ, lau xong ném cái khăn quay trên không trung, hay xong tập trung ăn được mấy miếng, cả đoàn nhân viên lũ lượt cầm lửa ra đốt happy birthday to you. Ui dồi, tưởng cái gì, hóa ra là bàn bên cạnh sinh nhật, cả quán mang bánh và biển ra chúc mừng. Tiếp theo là xem múa mì. Ừ, đến thấy bảo là đến hai đi lao là phải xem múa mì. Thế là gọi ra, xong thấy anh nhân viên cầm cái loa, ui dồi, ông cầm cái sợi mì ông ấy lắc ông ấy quẫy mà hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Thì bảo chị, ui chị Phương ơi, quán còn trò gì nữa không chị? Để cho mẹ con em nghỉ ăn cái. Ui dồi, ăn bữa lẩu mà đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ bất ngờ đến hoảng hốt. Thế xong bình yên một tí, hai mẹ con ngồi ăn lẩu cũng ngon. Kể thì thôi, thấy mẹ mình cười tít mắt, mình nhìn cũng vui. Mẹ khen là con trai dạo này trưởng thành đàn ông thế, mà dạo này chăm tắm hay sao mà thơm thế, nãy giờ ngồi ăn lẩu vẫn thơm. Nãy giờ ngửi không thấy mùi thịt đâu, con dùng cái gì thơm lắm con ạ. Ê sời, chứ còn gì nữa, con trai mẹ bây giờ đàn ông lắm rồi. Mà thơm là đúng rồi, phải dùng combo vì anh ngon của X2 Manly mới được thế này đấy. Đây này, trong này là sẽ có một sữa tắm, một dung dịch vệ sinh nam, một hộp quà là quần lót của thương hiệu Kumet. Đây là đi ăn lẩu nhưng có chấp cả mẹ đi ăn nướng vẫn thơm. Vì là sao, cái sữa tắm này này có 3 tầng mùi hương cơ. Một là cam địa trung hải, tầng 2 là hương hoa lavender, thảo mộc, rượu vang thì là, thứ 3 là hương gỗ đàn hương. Trước mặt mẹ bây giờ không còn là đứa con trai bé bỏng nữa, mà là gì ạ? Một người đàn ông bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Mà đã là đàn ông là phải thơm từ trong ra ngoài, mày hiểu không nhở? Bên trong đây là dung dịch vệ sinh nam hương gỗ trầm nam tính. Đặc biệt hơn là sắp tới đến mùng 8 tháng 3, khi mà mua combo vì anh ngon của X2 Manly sẽ được tặng một quần lót của Kumet. À chà, xịn quá nhờ. Uầy, chính ra là combo này giải quyết được hết tất cả những vấn đề vệ sinh cơ thể của anh em nam giới đấy. Thế nên là combo vì anh ngon của X2 Manly cứ tham khảo nhá.